Hello, xin chào mọi người. Bây giờ nhà mình giờ còn miếng đậu xanh củ lan cơ, mua để lâu quá nó bị hư á. Hai củ mà giờ còn nhiêu đó. Miếng đường phèn bột bán với miếng nước cốt dừa. Đó, vậy là mình nấu thử coi ra thành nồi chè ra sao nha. Bây giờ bắt đầu nấu thôi. Đậu xanh rửa sạch rồi mình bắt đầu nấu đậu xanh trước nha. Nấu đậu xanh cho mềm cái. Đậu nó nở rồi nè. Đậu nó nở rồi mình bỏ khoai lang vô. Khoai lang hồi nãy mình sắc hạt lựu rồi đó. Bỏ vô luôn. Xong rồi mình bỏ luôn cái bột bán này vô luôn. Bột bán này mình thấy nó lâu chín lắm nha. Xong. Rồi bây giờ chỉ đợi bột bán với khoai lang chín nữa. Nãy mình bỏ đường phèn á, mình quên quay rồi. Bây giờ mình bỏ đường rồi nè, bây giờ đợi nó đường nó tan nữa, đường tan nữa mình chế nước cốt dừa vô. Bây giờ đường nó tan rồi mình chế nước cốt dừa vô thôi. Mình thích ăn béo đó, nên mình chế nhiều. Xong rồi quậy lên, đợi nó sôi lên xíu nữa là chín rồi đó. Được một tô chè khoai lang đậu xanh này đó. Bây giờ mình để đây cho nó nguội, xong rồi mình bỏ tủ lạnh để lạnh lạnh rồi mình ăn nha. Bỏ trong tủ lạnh, bây giờ nó lạnh rồi nè. Trời ơi, nãy mưa lớn à, bây giờ tạnh mưa luôn rồi. Vừa tạnh mưa là mấy chị này thức dậy luôn nè. Ăn thử thêm nữa sao nè. Ngon quá. Mình thấy không ạ? Mình bỏ đường phèn á nên nó ngọt thanh chứ không ngọt á. Ngon quá. Mì ấm á. Mới ngủ dậy á, nhõm nhẽo. Mì giống ai mày? Mì giống ai? Mì giống mẹ hả? Mẹ đâu nhõm nhẽo đâu. Giống mẹ hả? Ngon không? Ngon sao? Good. Ngon hả? Ngon không? Ấm cái nước lạnh. Ngon. Nè, ấm cái đấy. Dở quá. Ăn dịm hết nửa tô rồi. Thôi mấy bye mọi người đi. Bye bye mọi người.